Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày thứ hai nha anh em. Em lên sóng chạy món nữa nha anh em. Anh em cần món nào cứ alo cho em nha. 0933 207 208 nha. Đó, đồ là cũng dạng khá để lên không nha anh em, chứ không có đồ xấu nha. Đó, anh em cần món nào cứ alo cho em. Đó, hoặc là anh em muốn coi hình thì anh em cứ kết bạn Zalo đó. Vậy tại vì em có đăng hình song song với bên Zalo đó, anh em cứ kết bạn Zalo rồi vô coi nha. Số Zalo cũng số 0933 207 208 luôn. Đó, bộ nồi 90, bộ nồi đẹp xuất sắc nha anh em. Anh em nào cần coi hình thì cứ vô Zalo coi. Bộ nồi này em bán là 1,8 triệu nha, nó đầy đủ hết mấy cái này luôn. Đó, anh em nào muốn coi hình bộ nồi cứ vô Zalo coi. Bao với anh em là cực đẹp luôn, như mới luôn. 1,8 triệu nha, nồi là bao im bao hú. Ở nồi 90 nha, đầy đủ như mới luôn nha anh em. Anh em cứ vô Zalo coi thoải mái. Rồi một cái bình xăng con 90 luôn cây kèn, ở này bán là 2 triệu nha, cực đẹp. Ở anh em nhìn thấy nó còn đồ 7 màu không, rất là đẹp luôn, kèn cũng còn đẹp luôn nha anh em. Bình xăng con là bao ngọt, bao garanti, rất nhuyễn luôn nha, nói chung là bao hết. Cái này là một dòi nha, anh em nào hít xài cho đèn tròn thì về anh em mình thay cái dồi 2 giây qua là xài, cái phá phá 2 giây là xài thôi, xuất sắc. 2 triệu nha, nó còn 7 màu luôn nè, đó rất là đẹp luôn. Rồi một cái cần số có đời xuất sắc, cái này thì 500 nha, cái này là quá đẹp luôn. Đó anh em nhìn nè, mặt si nè, sáng giới luôn, gai là cũng đẹp luôn nè. Đó anh em nhìn gai nè, gai trước gai sau đều đẹp. Bên trong là như mới luôn nha anh em, bên trong này không có xét gì luôn. Đó, răng cỏ ốc tán là cái con số này cũng vậy, cũng hiếm nha anh em, không mua là cũng khó mua lại được nha. Còn anh em mà muốn mua hàng mới thì cũng được, nhưng mà hàng mới thì nó sẽ không ngon bằng những cái hàng mà háo xe. Hàng háo xe thì lúc nào nó cũng chất lượng hơn. Cũng như anh em mà mua những cái cây dòng bô mà 78, 79 á, những cái bô đó, bô mới tồn kho, nó đâu có giá trị bằng những cái bô heo xe đâu. Đó, con số này là 500 nha, xuất sắc có đề nha anh em, con số quá vip luôn, lâu lắm mới thấy được cây đẹp cỡ này. Rồi một cặp giò gà tuyệt đẹp luôn, cặp này thì 1,4 triệu, giò gà 90 đàng hoàng nha, xài có thể xài cho 70 luôn, xài là đầm nhỏ nha anh em, xài đầm phổ thông nha, 81, 86 anh em xài chung hết luôn. Cặp này em bán 1,4 triệu nha, tuyệt đẹp luôn, bao không rơi lắc nha. Đối với những cái dòng giò gà cúp tâm thì anh em xài là yên tâm rồi, nó không có rơ lắc gì hết á, thì trừ khi những cái giò gà mà của hàng mà có vú mỡ á, là đa số nó như cái răng rụng á. Còn mấy cái giò gà đời cao này thì bao xài 1,4 triệu nha anh em, tuyệt đẹp luôn. Ốc nè, ốc tuyệt đẹp, ốc trong ốc ngoài đều đẹp, với cái sơn cũng còn sơn riêng luôn. Đó, nó còn rất là mới luôn nha anh em. Mày quay tại giờ thiếu ánh sáng á, cái thật sự cái cặp này là đẹp lắm, 7 màu hết. Đó, 1,4 triệu nha. Rồi một bộ câm trước sau còn khá đẹp, bộ câm này thì em bán 1 triệu nha. Đó, để quay từng bộ cho anh em coi đây. Đó, cái này nó bị sét, nhưng mà khi mình bắt câm vô thì nó sẽ che được nha anh em, tại vì nó nằm ở trong cái niềng á. Này là câm sao nha, đó câm này 1 triệu nha, này vô xe vừa vừa là đúng bài luôn. Chứ anh em mà mua câm mới quá thì xe anh em phải đồ cọp cọp hết nó vô xứng đáng được. Còn anh em đối với những cái bộ mà giá này thì vô xe Việt Nam là đúng bài luôn, 1 triệu. Rồi một cái pha đèn, pha đèn này là của custom nha anh em, pha đèn đó, cái dòng Curon Sirin pha rin đó, đầy đủ chuôi bóng nha, bên dưới nè đó cũng còn khá. Đó, có ốc đầy đủ luôn nha. Cái này em bán là 900 nha. Cái này anh em mà muốn xài bóng sương mù á thì anh em về cứ kêu ra kêu hở, người ta phay cho anh em cái lỗ đây là xài thôi. Chứ bây giờ cái pha mà có bóng sương mù thì kiếm nó rất là khó nha anh em, khó kiếm lắm. Đó, anh em cứ chơi rẻ đẹp bền, ra kêu hở á, mình canh cái lỗ á, đo cái lỗ kích cỡ vừa với cái cũ nhà, lấy máy phan phan cái là xài bao với anh em luôn, không bao giờ nhận ra được luôn, bao garanti luôn, xài như rin luôn, tại vì mình gắn với là không bao giờ nhận ra được. Cái nhà em cũng đang xài giống vậy, 900 nha, pha đèn 900. Rồi một bộ số custom như mới luôn nha anh em, bộ số này là chung là như mới luôn. Hai cây cốt nè,
Ở bộ số này 3 số nha, bộ số này bán là 600. Đối với cái dòng máy 90 thì cái độ tải của số nó sẽ dài hơn xíu nha nè, nên chạy cảm giác nó sẽ mượt hơn. Số 90. Đó, bộ số là 600 nha, đầy đủ hai cây cốt như mới. Quá đẹp. Nói chung cái xe 90 này rã ra cái đầu máy bên trong rất là đẹp luôn. Gần như mới hết luôn nha anh em. Rồi một bộ đầu lòng gen. Ở đầu lòng gen thì sớm em có quay rồi, anh em khỏi coi ha. Đó, anh em chỉ coi nè, đầy đủ đũa, sơn cam, ốc đầu, bánh xe lòng, ốc chân lòng đầy đủ. Quan trọng nhất là anh em coi cái bê tông nè, cực đẹp luôn. Đó, bê tông quá vip luôn nha anh em. Bộ này em bán là 4,5 triệu nha. Đó, gen là đầy đủ hết nè. 4,5 triệu. Tại vì anh em mua mấy cái bộ lòng thì quan trọng nhất là cái trái bê tông. Còn mấy cái ở ngoài thì nãy em có quay hết rồi, cái đầu thì cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mà giờ em quay kỹ cho anh em coi trái bê tông nè. Gần như không có dấu hiệu gì luôn nha anh em. Con này dính dơ nha, dính vào cái nhớt khô. Đó, anh em nhìn nè. 4,5 triệu nha, bộ này là xứng đáng chơi nha anh em. Tông là không có dấu mòn gì luôn nè. Đó, hai mặt đều không có dấu vết mòn gì luôn nha anh em, quá đẹp luôn. Đó, 4,5 triệu, bộ này là xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn, tông quá đẹp. Bao im bao khói nha anh em, bao im bao khói, em về ghét lên là bay thôi. Cái tông cỡ này là quá đẹp rồi, đa số là nó bị mòn một bên, còn cái này là hai bên đều đẹp luôn. Đây, dên là hơi dên cọp luôn, dên là như mới. Nói chung là cái xe này rã là bên trong là đồ như mới hết nha anh em, dên nồi bọng lóc là mới tinh hết luôn. Đó, hai bên nữa anh em. 4,5 triệu nha, nguyên bộ này anh em gắn xe 81, 86 được hết nha, không quan trọng. Đó, hồi anh em cần món nào thì cứ alo cho em.